Hoàng Anh ơi, chú đang sinh sống làm việc tại Séc. Hiện nay chú đang có dư tài chính nhà rỗi khoảng 15 cho đến 20 tỷ. Và chú đang mong muốn đầu tư một căn shop house tại Vinhomes 2, 3. Nhưng mà chú băn khoăn không biết nên đầu tư sản phẩm nào vì thông tin tràn lan rất là nhiều và rất nhiều loại hình để lựa chọn. Cháu có thể cho chú lời khuyên được không? Chú theo dõi cháu cũng một thời gian rồi. Đầu tiên thì cháu Hoàng rất là cảm ơn chú đã tin tưởng và liên hệ ở phương trời rất là xa. Và hôm nay sau một thời gian nghiên cứu và thẩm định, cháu sẽ lên cho chú 4 căn shop house mà theo cháu là đáng đầu tư nhất hiện nay tại Vinhomes Park 2, 3. Và ngay bây giờ cháu mời chú chúng ta cùng khám phá. Và căn shop house đầu tiên cháu muốn giới thiệu đến chú đó là một căn shop house góc 3 mặt tiền tại dãy Sao Biển 02. Căn này thì có diện tích đất là 815,5 m² với hai hướng cửa chính. Hướng phía trước đây đó là hướng Tây Bắc và bên hông này là hướng Tây Nam. Chú thấy không? Những vị trí căn góc 3 mặt tiền này nó có cái gì đó khác biệt hoàn toàn so với những căn còn lại. Với vỉa hè rất rộng ạ, tổng cái chiều rộng vỉa hè này lên đến 18 m. Cái con số 18 m có thể bây giờ chúng ta chưa nghĩ đến nhiều, nhưng mà nếu mà chú về khai thác, về kinh doanh ấy, thì những cái vỉa hè này nó có tiềm năng khai thác rất là tốt. Vị trí căn này thì chắc là không phải nói nhiều với chú. Vì sao ạ? Nó nằm tại cái trục đường này rất là huyết mạch ạ. Nó giao từ phân khu Cọ Xanh này sang đến công viên trung tâm Empire Park, 9 tòa chung cư của Matarai, sang cái đường Sao Biển, sang bên này là Vincom bên trái và Kinh Đô Ánh Sáng ở bên phải. Tiếp tục chúng ta xuyên sang cây thao, quảng trường cây thao này, đến phân khu San Hô này, hồ tạo sóng 18 hecta và 15 tòa chung cư. Chắc chắn là những cái vị trí đường mà giao thông huyết mạch như này ấy, thì cái việc mà giao thông xe cộ đi lại rất là nhiều, do đó cái tiềm năng khai thác căn này rất là tốt. Căn này thì xây thô hoàn thiện mặt ngoài, 4 tầng một tùm. Chú có thể thấy kiến trúc tổng quan bên ngoài như này. Và chắc chắn rồi ấy, vị trí căn này rất là đắc địa, không phải ngẫu nhiên mà cháu xếp căn này ở vị trí đầu tiên đâu ạ. Căn này nó đối diện đấy ạ, Vincom Megamall đang ép cọc và dự kiến khai trương vào tháng 12/2024. Chắc chắn là những căn shop house đối diện Vincom này ấy, thì cái tiềm năng khai thác kinh doanh ấy rất là tốt. Vì sao ạ? Vì Vincom ấy nó là cục nam châm hút tất cả mọi người cư dân đến đây ăn uống, vui chơi, mua sắm. Và bật mí với chú đặc biệt căn này là gì ạ? Hiện nay căn này đang được hỗ trợ lãi suất đến 80% giá trị shop house này, miễn lãi 0% trong 24 tháng. Tức hiện nay đầu tư cái này ấy, chú chỉ việc bỏ ra là 20% thôi, còn lại chú sẽ không phải đầu tư gì trong 2 năm tới. Mà chú biết là trong 2 năm tới thì thị trường sẽ đi lên rất là tốt. Và giá bán hiện nay ấy, với giá vay miễn lãi 24 tháng chỉ hơn 16 tỷ một xíu thôi. Còn nếu mà chú không muốn vay, chú thanh toán luôn, thì căn này chỉ có mức giá hơn 14 tỷ một chút. Và ngay bây giờ cháu sẽ mời chúng ta cùng tiếp tục đến lựa chọn thứ hai. Và ở vị trí thứ hai cháu muốn giới thiệu đến chú căn góc của đường Sao Biển 02, tương tự như căn đầu tiên. Tuy nhiên thì căn này có hướng mát hơn rất là nhiều, vì hướng cửa chính đây là hướng Đông Nam và bên hông này là hướng Tây Nam. Cũng là xây thô hoàn thiện mặt ngoài, 4 tầng một tùm. Và ngay bên cạnh đây, sát đây là Vincom Megamall, chỉ cách một con đường thôi. Và đối diện đây là phân khu Kinh Đô Ánh Sáng cùng với phố đi bộ. Vẫn như căn đầu tiên, căn này cũng nằm trên trục giao thông huyết mạch, nối từ Cọ Xanh này, công viên trung tâm này, phân khu Sao Biển này, Vincom này, Kinh Đô Ánh Sáng này, cây thao này, San Hô và hồ tạo sóng 18 hecta. Căn này thì có diện tích đất là 91 m². Và với những căn góc 90-91 m² ấy, thì thực sự nó không có nhiều tại Vinhomes 2 này. Và đặc biệt là căn này vẫn có chương trình hỗ trợ lãi suất lên đến 80%, hưởng 0% lãi suất trong 24 tháng. Và giá bán hiện nay của căn này, nếu mà chú xác định vay ấy, thì giá vay khoảng 17 tỷ 4. Và nếu chú không vay thì nó sớm thì chỉ còn 15 tỷ 3 thôi. Không biết là hai phương án trên chú đã thích phương án nào chưa? Tuy nhiên thì cháu sẽ có một phương án thứ ba, cháu nghĩ là chú sẽ thích hơn đấy. Và căn thứ ba cháu muốn giới thiệu đến chú đó là một căn shop house tại đường phố biển 19. Căn này có mặt đường rất rộng chú nhé, mặt đường rộng đến 26 m. Thực sự là không có nhiều cái đường rộng như thế này tại Vinhomes 3 đâu ạ. Và một điểm cháu bật mí với chú là gì? Vị trí của căn này rất là đắc địa, nó nằm đối diện shop house Mega Vingroup Hà Nội. Nơi đây thì 21 tháng 12 ấy, sẽ quy tụ hơn 200 thương hiệu về kinh doanh ăn uống, mua sắm. Do đó những vị trí như này ấy, nó sẽ được cộng hưởng cái lượng khách đến rất là nhiều.
Căn này thì có diện tích đất là 90 mét vuông. Mặt tiền rộng đến 6 mét chú nhá. Mặt tiền rộng 6 mét, sâu 15 mét. Và không chỉ như vậy đâu ạ. Đằng sau, phía sau của căn này ấy, nó là view trực diện công viên và vườn hoa. Với kiến trúc này thì kiến trúc hiện đại, xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, 5 tầng. Kiến trúc này thì nó sẽ phóng khoáng và nó khác biệt hoàn toàn so với các shop house tại Vinhomes 2. Và căn này vẫn được hỗ trợ 80% lãi suất trong vòng 24 tháng. Tức là mình được miễn lãi 24 tháng chú nhé. Và giá vay 24 tháng không lãi là 16 tỷ rưỡi. Và nếu như chú thanh toán sớm thì giá chỉ còn 14 tỷ rưỡi mà thôi. Và chúng ta sẽ cùng đi đến một phương án thứ tư mà cháu nghĩ là sẽ còn nhiều điều bất ngờ ở phía sau. Và vị trí cuối cùng cháu giới thiệu đến chú đó là một căn shop house góc đường Đại Dương. Căn này thì có diện tích đất là 102,5 m² với hai hướng cửa chính. Hướng cửa chính phía trước đây là hướng đông nam, rất là thoáng mát về mùa hè và ấm áp mùa đông. Và bên hông này là hướng tây nam. Vị trí căn này thì đối diện với đường Đại Dương này là một đường rất là lớn chú nhé. Đường này là bên ngoài bên kia là 30 m và đường nội khu này là 13 m, tức là tổng đường này là 43 m. Với những vị trí căn góc như thế này ấy, thì việc đỗ xe ở bên trong này nó sẽ rất là thuận lợi khi mình về kinh doanh. Và với những căn góc lớn như này ấy, thì cháu thấy là những cái thương hiệu F&B này, nhà hàng lớn này, siêu thị rất phù hợp với những căn như này. Về diện tích xây dựng ấy, diện tích xây dựng một sàn căn này ấy, là lên đến 85 m² xây dựng một sàn và xây 4 tầng một tum với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 400 m². Và thực tế là gì? Ngoài những cái điểm trên ấy, thì cháu có một cái đặc biệt nữa cháu muốn nhấn mạnh đến chú là gì? Là đối diện bên ngay bên này. Đây ạ. Đó là cái nhà để xe cao tầng của khu này. Và chú biết không ạ? Thời đại này là thời đại của ô tô rồi. Và với cái việc đỗ xe ở xung quanh này cũng đã rất là thuận lợi rồi. Tuy nhiên như những căn như này đối diện với nhà để xe cao tầng ấy, nó thực sự là có giá khi mình cho những thiệu lớn về kinh doanh nhà hàng ăn uống ấy, hoặc là liên quan đến những cái thương hiệu mà phục vụ ô tô này, trang trí hoặc là spa ô tô ấy, thì những vị trí này nó thực sự rất là thuận lợi. Và căn này cũng được hỗ trợ lãi suất 24 tháng chú nhé, hỗ trợ lên đến 70%. Và đặc biệt là gì ạ? Thêm nữa là căn này sẽ được tặng thêm một chiếc ô tô VF9 trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Và giá bán hiện nay nếu chú chọn phương án vay miễn lãi 24 tháng thì là giá bán là hơn 20 tỷ. Còn nếu như chú chọn phương án thanh toán sớm ấy, thì giá chỉ còn 18 tỷ mà thôi. Cháu cũng chia sẻ rất là thẳng thắn với chú là gì? Là 4 căn vừa rồi là 4 căn hoa hậu. Mà hoa hậu thì rất nhiều đại gia sẽ lấy về rất là nhanh, nên là chú nhanh chóng liên hệ với cháu để được tư vấn chi tiết. Và nếu như anh chị, cô chú có nhu cầu tìm hiểu một sản phẩm để đầu tư tại Vinhomes 2-3 trong thời gian này, cô chú hãy đừng ngần ngại liên hệ với anh có số hotline trên màn hình để được tư vấn chi tiết. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại chị, cô chú ở những video tiếp theo.